5 đối thủ nặng ký của xe SUV VinFast. Những hình ảnh ngoại thất đạt đến 99,99% cho thấy mẫu SUV có thiết kế rất đẹp. Nếu xét về platform thì mẫu xe này mua bản quyền khung gầm của BMW X5. Vậy nếu bán với mức giá tương đương với BMW X5 thì đối thủ sẽ là những cái tên quen thuộc như Mercedes GLE, Audi Q7 và chính BMW X5. Tuy nhiên, đế chế VinFast không dại gì mà làm như vậy, bởi với mức giá vài tỷ đồng cho một mẫu xe mang thương hiệu Việt thì cửa tử quá rộng. Như vậy, có thể dự đoán SUV VinFast sẽ nằm ở phân khúc thấp hơn và chúng ta có thể thấy ngay được đó là 5 mẫu xe cực kỳ quen thuộc như Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Santa Fe, Mitsubishi Outlander. Hiện, các sản phẩm này đều có giá bán từ hơn 800 triệu đến khoảng 1,1 tỷ đồng. Với các dịch vụ mà Vin cung cấp thì kỳ vọng về xe Vin giá rẻ chắc chắn sẽ là viển vông. Tuy nhiên, kỳ vọng về một mẫu xe có cấu hình kỹ thuật hạng sang nhưng mức giá cạnh tranh ở phân khúc thấp hơn thì rất có thể là sự thật. Chúng ta hãy cùng chờ đón sự ra mắt công chúng của xe VinFast vào ngày 2 tháng 10 tại triển lãm ô tô quốc tế Paris Motor Show. Anh em hãy like, share và subscribe kênh để cùng theo dõi sự kiện này.